nay mình sẽ đi lấy xe cho thằng Sơn, và tối nay mình cũng chọn được một cái con xe là nó cũng khá ưng ý, tại vì mua xe cũ mà nó nhiều vấn đề lắm, mình phải chọn được với giá tiền mình phù hợp là với cái chiếc xe mình cảm nhận là nó đẹp nè, rồi nó nhiều cái vấn đề lắm, cho nên là cuối cùng sau khi tìm hiểu 2-3 ngày nay Bảo rất là mệt mỏi, nhưng mà cuối cùng Bảo cũng quyết định là thôi lấy con này cho Sơn, thì cũng hy vọng là nó sẽ được ok giống như mình suy nghĩ. Dĩ nhiên là mình xem xét một cái phần nào đó thôi các bạn, vì bây giờ Sơn nó lấy bằng lái từ 2011 rồi mà nó không có dám lái, nó còn mới á. Bây giờ mình đi xe máy xong rồi lên làm lát Sơn chạy xe máy về, Bảo sẽ lái chiếc xe nó về. Vâng, Sơn chào cả nhà nghe. Đó, xe anh Bảo đây mà ông đã mua bảo hiểm là biết là không có đi xe hơi rồi, mà kêu lấy xe phân khối lớn đi rồi em chạy về cho nó đã. Không cho luôn. Sợ em chống chân không tới, sợ ngã xe trầy xe ổng. Bây giờ mình lại lấy cái xe của em đi. Bây giờ em chở anh Bảo đi ha. Rồi lên trển á, rồi Sơn sẽ quay cái mẫu xe bữa rồi mình vô hãng á thì cuối cùng mình không quyết định mua, mình sẽ có nhiều sự chọn lựa hơn. Nên là bây giờ mình xem cái mẫu hiện tại của Sơn lấy là mẫu nào ha. Để nó sẽ đồng hành với mình trong các chuyến miền Tây, miền Đông. Đây, lên đường. Trời ơi, tới đẩy anh Bảo rồi, cuối cùng giờ anh Bảo đẩy lại. Rồi, cảm ơn anh. Làm ly cà phê tỉnh táo rồi lên được á. Sáng giờ chưa có ly cà phê nào, sáng phải uống cà phê mới làm việc được. Đó, cả nhà thấy anh Bảo vất vả chưa? Tại vì cái tật suối nè, suối phải dự tự đi kiếm rồi tự đi mua, đó, tự trả tiền luôn. Đi. Dạ, rồi, lên được ha. Giờ mình với anh Bảo giờ tới sớm, ngồi chờ, anh đi rửa xe rồi. Tại hôm qua mình coi rồi chê xe dơ anh đi rửa. Tôi đây cũng có rửa mà nó tính rửa ngầm cho mấy ông luôn. À rồi kia rửa cho kỹ hả? Dạ. Dạ. Thấy thấy em đó nó bán nó cũng thấy nhiệt tình đó. Dạ. Dễ thương. Sáng sớm rồi 6 giờ nó tới rồi. Dạ. Làm cái đèn nó tháo làm mấy lần giặt qua con nhận đó. Thì thấy nó cũng nhiệt tình cho nên thôi tối nay con đặt cọc cho nó luôn để cho nó vui, chứ nhiều khi mình tới mình coi mà mình không có mình ý muốn mua thôi cứ cọc luôn. Còn không ấy mình chưa chốt cái nó không vui. Qua đi đâu nó quẹt cũng như nhận nó chơi cái lấn quẹt cái là nó mất hết mấy triệu rồi đó. Nó chờ. Nó mất hết mấy triệu rồi nó phải giảm cho nó cũng mấy có đi theo mà nó không có chạy đâu, nó bấm điện thoại không có đi lấn cái chạy. Không, có ăn mấy ngày lại nó cũng đi làm à, nó mới làm là nó bán chứ. Thì vẫn phải làm nhưng mà có nghĩa là nó sẽ nhiều khi cái xe nó đang hoàn hảo như vậy, cái phần đầu cái tự nhiên có cái tì cái là coi như là nó cái khách mà người ta biết á thì người ta không suy nghĩ gì, còn khách không biết cái người ta chỉ chỏ rồi này kia. Quá dữ con, đi xe các bạn. Chạy được luôn. Mình đi xe mình nhiều thì mình biết, ví dụ như vậy chủ là dạ. Cháu của bác hả? Dạ. Dễ thương quá vậy. Dạ con này cỡ tuổi Sơn Hà. Này được 2 tuổi hả? Ơi sợ hả? Thôi rồi chú đi ra. Thấy người lạ sợ. Hả? Ở quậy hả? Quậy xe ta hả? Anh Bảo cuối cùng cũng đi rất là nhiều nơi tại vì sợ bị mắng gión, cả nhà biết không? Anh sợ nhất là mấy vụ làm mai làm mối vậy nè. Nên là phải làm cho tới. Trời ơi, con nói với chú hả? Nguyên một cái 2 ngày rồi á là con từ sáng tới chiều con đi lùng kiếm cái xe cho nó, tại vì nó thích cái chiếc xe đó nữa. Phải kể kiểu xe đó mới chịu. Xe nào khác cũng được. Mà cái kiếm cái xe đó thì nó lại khó, chứ lấy cái phần ít thì nó bị hiếm hơn, hiếm thị trường. Không, mà xe này nó đi Cần Thơ nó về là không bao xăng á. Dạ. Nó đổ 800.000 xăng mà đi về 320 là 600 mấy. Dạ. Còn nó đi 800.000 xăng là đi 800 mấy. Dạ. Nó tính ra là 8 lít à. Nó thấy lạ, nó sụp xe 8. Dạ. Xe này đi là phải tầm 10 lít, 1 lít á. Dạ. Dạ. Nó đi chơi ngoài sao? 10 lít 11 lít mình vẫn chấp nhận, tại vì động cơ 2.3 thì 10 lít 11 lít là chuyện bình thường. Trời ơi lấy sao xịt xe xịt chó luôn. Tắm. Tắm mấy con chó.
Để dỗ quay xe có ba chó dễ thương ha, mà dữ. Nhà thấy đợt rồi á là mình thử chiếc xe màu đen ha. À, hôm nay là chiếc xe màu khác. Anh Bảo đang xem lại, tại hôm qua mình đã thử máy rồi. À, xe anh này sau khi mình quyết định mua thì anh đi rửa lại cho đẹp, cho sạch sẽ xíu. Ở này cũng là biển số thành phố luôn cả nhà ha. Cái này đó nó xay được này, mà tại vì nó quá nữa mà cái đó nó làm không xay được cho nó bị khô. Người chạy không biết làm công á, để cho nó công đúng rồi, nó phải theo cái tầm của nó, nó đi theo luôn. Cho cái dây này nó dẫn ra nó mới xay được. Nhiều khi mấy thằng nhân viên nó đổ xăng biết á, nó làm cái này nó bị xây hai vòng á, cốc gì. À, đây là bạn Trường, người sẽ bán xe cho mình. Bạn Trường quê miền Tây hả? Quê miền Tây anh. Ở đâu ta? Ở Vĩnh Long. À, bữa nghe nói miền Tây mà không có hỏi kỹ. Dạ, ừ. Ở Vĩnh Long. À, nghe nói hay đi câu cá với cầu Kinh nước mặn đúng không? Dạ, Cần Đước. Đó, nên là ảnh biết rành chỗ khu vực anh Bảo với mình. Nên là mốt có gì rằng ảnh về rủ cà phê. Sẵn tiện có vấn đề trục trặc mắng vốn ổng luôn. Đó, mình mua mà mình biết rành người bán á, mình sẽ yên tâm hơn phần nào ha. Bảo đang kiểm tra lại máy móc ở bên trên. Này hồi tối mình kiểm tra rồi, giờ mình xem lại nè. Kiểm tra rồi, mình đặt cọc rồi, giờ mình coi lại một lần nữa. Coi lại lần nữa, ok thì mình cũng chỉnh. Dạ. Máy này thì hồi tối nghe chạy rất là êm, anh Bảo rất là thích, mình cũng vậy. Tại xe này cũng đi ít á, xe gia đình xài thì ít. Đó, cả nhà thấy xe nhìn cũng còn ngon lành ha, này màu sơn zin luôn nè. Thì đương nhiên mình mua xe cũ thì không có đòi hỏi được như xe mới rồi, nhưng mà về cơ bản vậy là còn ngon lành sạch sẽ ha. Dậm kiến bên kia kìa. Điều khiển kiến hả anh? Anh điều khiển đi, bấm nút đi. Nào, qua lại rồi nhúc nhích được rồi, cái kiến đã chạy được ha. Xuống rồi, ok anh, kiến đã hoạt động đó, chức năng kiến. À, Bảo đang thử máy nè. Ở đây thì có gắn thêm một cái màn hình rồi để mình có thể gắn camera lùi hoặc là để giải trí, tại vì xe nguyên mẫu của nó thì không có cái đó. Máy em ha. Máy nổ là nước mắt luôn mà. Nhất nhấn chạy. Bếp đẩy cho nước lên, bếp lên. Đây. Đây mà. Đẹp ta chứ. Nói chung là xe này là mình cũng phải đặt cọc rồi. Xem lại một lần nữa để mình ra công chứng thôi. Còn xe cũ thì nó sẽ có những cái lặt vặt nhỏ nhỏ đó thì mình phải sửa từ từ, chủ yếu là cái máy zin thôi, về zin không có được lọc nước. Còn ví dụ mấy cái lặt vặt ấy mình về có thể mình tinh tinh. Hồi tối này thì anh Bảo có kiểm tra về cái vấn đề coi có đụng không, va chạm không, thì anh thấy còn cái đường chỉ còn nguyên là dạng ngon lành ha. Nói chung á là cái ngoại quan là mình nhìn thấy nó ok, là mình cũng đoán được cái phần nào, tuy nhiên mình đâu có 100% được, tại nhiều khi còn lầm mà. Đúng rồi. Nhưng mà về cái tổng thể của nó mình thấy là nó ngon lành, nó ok, sạch sẽ. Nó dĩ nhiên là nó sẽ có xuống cấp theo thời gian, nhưng mà nó xuống đều, còn cái chỗ mới chỗ cũ là lúc đó nó mới khác. Ví dụ cái máy như vậy, ví dụ như nó dơ mà nó dơ đều á, nó khác, hoặc là nó sạch đều khác. Còn cái chỗ mà sạch, cái chỗ mà dơ là đó là nó có tác động rồi. Có tác động mà tay dọn dẹp rồi. Bởi vậy cho nên anh Trường để luôn bụi này nè. Anh Trường vô nghề này bao lâu rồi? Dạ khoảng 10 năm anh. Anh đang làm theo nghề điện đúng không? Điện của xe hơi phải không? Chưa là em chuyên điện xe hơi. À. Sau này em mới mua bán khoảng 10 năm rồi. Ừ. Tức là mình mua về mình xài thì cái nào ấy mình bán xong mới mua xe khác. Thật ra là thấy anh Trường nó đăng trên mạng, trên chợ tốt thì mình thấy qua cái hình ảnh á, thấy nó cũng tương đối ok đó.
Odo 55.000 thì chiếc này đời 2010. Thì mình cái Odo nó không có gọi là chính xác 100% được. Ví dụ như mà tua Odo hay gì mình cũng không biết được, nhưng mà mình nhìn cái chất xe mình cũng thể đoán được cái Odo nó như thế nào. Mà cái Odo cũng không xác định được là xe này ngon hay dở. Ví dụ như xe này nó chạy Odo nó 100 mấy ngàn đi, nhưng mà chủ xe phải biết bảo quản, chủ dịch biết bảo dưỡng này kia là nó vẫn ngon lành. Tức là anh Trường là người mua một tháng để mua đi bán lại, mà mua trực tiếp của cái người chủ đầu tiên á đó. Đó, nên là mình thấy, là thấy cũng ok, mình cũng cảm nhận nó tốt, nó đang đầu tốt. Yeah. Thật sự ra mua cái xe này mấy ngày nay anh đi coi mấy ngày anh rất là mất thời gian và anh bực mình, anh là nổi cáo lên anh mua cho Hoàng Sơn á, tại vì kinh tế nó cũng có hạn, với lại nó thích cái xe này mình, mình thích cái mẫu này nên phải kiếm cái mẫu này. Chứ nó hơi cực. Còn đối với anh á là mấy ngày nay nổi cáo lên, nếu mua cho anh á là anh đi mua xe mới luôn. Đấy, rồi đúng, không? Đúng rồi, mua xe mới luôn cho rồi khỏi có suy nghĩ. Vậy thì xe mới tốn tiền hơn. Dạ. Thì nhưng nó khỏi suy nghĩ, còn mua xe cũ phải chịu cực, với lại mình cố giúp nó xíu. Nó thích chiếc này, chứ còn không thì nó còn nhiều hãng khác lắm. Tại vì ngay từ đầu á là mình chưa định mua xe, nhưng mà sau khi anh Bảo dẫn đi thấy cái dòng xe kiểu này mình rất là thích đấy. Ừ thôi chấp nhận, cũ cũ xíu nhưng mà mình thấy cái kiểu dáng mình thích. Quan trọng là cái máy móc yên tâm, đẹp dễ là được. Mấy bữa nay anh cũng đi coi nhiều chiếc, thì cái ở trong mấy showroom cũng có, ở ngoài nhà dân cũng có, nhưng mà mua ở nhà dân nó có một cái nó hơi mất thời gian của mình đó. Ông chồng chịu bán, bà vợ không chịu bán. Rồi cái giá, nhiều khi dân người ta không có biết cái giá thị trường. Tức là khi mình mua giá cao, giờ bán rẻ không bán được. Rồi thương lượng nó cũng khó. Ví dụ như Trường thì nó mua đi bán lại, mặc dù không có showroom, nó không có hoành tráng như showroom, nhưng mà kiểu như người ta có lợi chút xíu trong cái công việc của người ta là được rồi. Mình mua của những cái người như vậy á, mà họ lấy cái uy tín họ ra họ bán hàng thì mình cũng yên tâm. Phần nào yên tâm. Còn mình mua của ở ngoài nhà dân thì nó hơi dài dặn hơn xíu. Thì nói rồi, mua là mốt làm sao về cầu kinh câu cá được á là ok, câu về mà bị dí. Chào anh Trường. Đúng rồi, mình vừa mua giờ kết bạn luôn mà. Với lại nếu mà như mình mà đi tốt á, nhiều khi mình giới thiệu với cả nhà làm quen với chỗ anh Trường, để anh Trường có thể tư vấn những cái dòng máy xài rồi. Giá cả vậy cho em nói chút xíu luôn đi. Bây giờ sẵn bây giờ anh còn có chiếc nào nữa không nè? Em còn một con nhưng mà xe mới về. Rồi thôi, chưa có kiểm tra phải không? Rồi thôi. Sẵn vậy cho số. Bây giờ cho số điện thoại nghe. Anh đọc số điện thoại đi, rồi nếu mà anh em mà cần á thì có thể gọi để tư vấn. Chứ mình không làm mai để chúng em là 0908 682 826. 0908 682 826. Có kênh YouTube Lê Trường Ô Tô. Vậy hả? Rồi ok, vậy cái trong cái bình luận đầu tiên á Hoàng Sơn sẽ ghim lại để bà con mình làm quen với bạn Trường nha, nếu mà có nhu cầu. Nếu bà con có đăng ký theo dõi kênh ủng hộ này kia đó thì theo dõi quay những cái clip nào xe ưng ý thì có thể xuống coi trực tiếp. Rồi bây giờ quay mặt lại để có gì là mốt đi mắng vốn đó cả nhà. Mình thích làm việc với những người mà uy tín vậy nè, để sau này mình làm bạn bè nữa, qua lại cho vui. Chiếc xe này là cảm thấy hơi tí, xe cũ mà mua có nhiều thứ để đánh giá lắm. Nhưng mà chiếc này là mình mấy ngày nay là mình đánh giá chiếc này là ok nhất, mình chốt chiếc này. Cái giá tiền nó cũng tốt, chất xe nó cũng tốt, cái giá mình bỏ của trường này. Chứ xe thì cả nhà nghe cái tiếng máy im kia không? Để gần... không nghe luôn, không nghe, không ru. Mình trong showroom họ bán cũng chiếc xe tốt, bữa rồi mình đi coi xe chỗ Vũ bán cũng tốt đó, xe đó cũng ok cũng đẹp, nhưng mà mình mà so với chiếc này thì mình kiếm nhiều, cái nào tốt hơn mình chọn. Tại tiền mình bỏ ra mà. Rồi bây giờ mình đi ra công chứng hay sao ta, anh Bảo? Đúng rồi, bây giờ đi công chứng luôn đi. Kịp không? Rồi đi, mình tranh thủ. Dạ. Rồi cả nhà mình hôm nay mình sẽ đi theo anh Bảo với bạn Trường, tại Trường cũng tối có hỏi là bằng tên với Hoàng Sơn, bằng tuổi chứ đó, nên là mình xưng bạn đi cho dễ. Rồi bữa nay anh Bảo tiếp tục thử xe nha. Không, không có thử nữa. Chạy luôn, ý là để anh Bảo chạy. Trường lái luôn. Ngồi Trường hả? Ok, rồi mình sẽ ngồi phía sau đi. Xe hiện giờ vẫn là của bạn Trường, nên là để bạn Trường tự lo. Công chứng xong rồi bạn giao ha. Giờ mình ra làm thủ tục.
Thường thì xe này mình cũng phải mất một tuần để rút hồ sơ hả bạn Trường? Dạ đúng rồi anh, hiện tại thì mình rút khoảng tầm một tuần lễ. Nhà biết á, giả sử nếu mà như mình mua trực tiếp từ người dùng á, giống như anh Bảo nói hôm qua đi á, là cái người mà mua xe đầu tiên họ mua giá rất là cao đó, nên khi là bán là phải suy nghĩ thì nó rớt giá rất là nhiều. Còn nếu mà mình vô showroom á, thì ngay chỗ đó họ cân chỉnh, họ làm đẹp lại rồi thì giá nó sẽ khá là cao. À, còn như bạn Trường mà mua vừa dùng vừa bán lại đó thì sẽ giá nó sẽ mềm hơn một chút đó. Và khi bạn Trường đã coi rồi, tại vì khi bạn Trường mua để ôm xe mà nên là phải coi cho được, chứ nhiều khi xe nát quá lại khó ra đó, nên là mình cũng đỡ được xíu, mình yên tâm ha. Cơ quan thành phố. Tức là rút hồ sơ là bên Trường là thanh toán, còn dạ, khi mà làm giấy tờ mới thì bên mình phải không? Dạ em bao ký rút hồ sơ hết. Tại vì bạn Trường nói mình gọi là quỹ quyền ha, toàn quyền. Dạ, quỹ quyền. Nhưng mà mình thì không muốn cái, vậy. Cái lợi của mình mua xe của qua anh lái là mình được bao rút hồ sơ. Tại vì cái việc đó mình phải làm. Còn nếu mình mua lại của cái người sử dụng bình thường đó, khi họ không có rành về cái chuyện đó đó, thì họ không có lãnh cái việc đó cho mình. Thì mình sẽ hơi mất thời gian thêm cái đó nữa. Đó. Với lại cái phí rút hồ sơ là được nó trả luôn cho mình. Dạ đúng rồi. Cho nên là ví dụ như mình mua cái chiếc xe bên ngoài rồi mình thấy cái giá vậy nhưng mà nó còn phát sinh, không phát sinh nhiều thứ, mấy chừng là 5 triệu hả? Sao anh? 5 triệu tiền phí rút hồ sơ. Dạ không tới anh, tầm khoảng 2 triệu. Nhưng mà mất công của mình ha, công đi lên được không? Tự đi, còn nếu mình nhờ là cũng phải tốn thêm một xíu. Dịch vụ thì tốn thêm hả? Ký hợp đồng mua bán nha. Đang này bằng Trường. Bằng Trường. Mà tên giấy tờ là tên Trọng ha. Tên giấy tờ là Trọng, tên thường gọi là Trường. Rồi xe phơ 5 chỗ nè. Rồi mình vừa làm xong phần công chứng ha, là cơ bản là xong rồi đó. Giờ để cho chỗ của bạn Trường, bạn Sơn, anh Bảo cùng cả nhà mình đi công chứng một chiếc xe đã qua sử dụng ha, để chuẩn bị sang tên. Đó, giờ là chờ bạn, mình sẽ thanh toán gần như đủ, mình chờ lại một ít thôi để cho chờ bạn Trường làm thủ tục cho nó xong. Đó rồi mình thanh toán cái phần còn lại. Xe đóng cửa rồi, nghe phòng phòng là thấy sướng không? Đừng có kêu sang sang. Rồi, bây giờ mình quay lại chỗ cũ rồi ha, bây giờ anh Bảo sẽ thanh toán. Rồi, cảm ơn. Nói chung là cảm ơn mặc dù mình mua mình đã bị cảm ơn Trường bán cho mình được cái xe tốt với cái giá tiền nó cũng tương đối tốt, tại vì hợp lý. Thì Bảo cũng đã đi xem mấy ngày rồi, coi rất là nhiều xe từ showroom ra tới xe của dân cái này kia, nhưng mà hôm qua cái chiếc xe trong showroom chỗ Vũ bán cũng ok đó. Nhưng mà mình phải đi nhiều để có nhiều cái lựa chọn. Thì vô tình mình được cái thông tin của anh Trường đăng lên mạng á, thì mình tìm đến thấy cái chiếc này nè, thì nó còn tốt hơn nữa. Chất xe tốt. Đó là cùng giá tiền nhưng mà mình đã xe dễ ý hơn. Cảm ơn anh Giang. Rồi. Rồi. Giới thiệu dùm cho mọi người, bạn Trọng cũng bán xe kiểu vậy đó. Thì ai có muốn nhu cầu mua xe cũ rẻ thì tự động liên hệ theo cái số điện thoại này. Rồi, ơi comment nha. Hợp lý chứ. Giá hợp lý nè, quên vụ đó nữa chứ. Rồi bạn Sơn sẽ để số điện thoại để cả nhà tự liên lạc trực tiếp nha. Nhưng mà cái cách làm việc của bạn Trọng mình rất là thích, kiểu đúng người miền Tây rồi đó. Rồi hẹn gặp lại ở nhà má Năm nha.